Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Trường Alex đây. Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi trong hành trình 30 ngày giảm cân để trở thành chiến binh Kick Fit Sport. Và giáo án tập luyện hôm nay của mình sẽ là đạp xe 5 km, cùng với là tập các bài tập body weight cơ bản như là chống đẩy, plank và gập bụng, để làm sao mà chúng ta có một cái body ok tốt nhất và có thể tập luyện mọi lúc mọi nơi các bạn nhé. Rồi, các bạn tập luyện của mình nhá. Ok. Hello anh em, đang đạp xe đây. Thật sự ra là hôm qua tập chân xong đau ê ẩm hết cả người các bạn ạ. Công nhận là tập chân này, nhìn thấy bậc thang thôi mà gần như là sợ. Nhưng mà vẫn hôm nay vẫn đạp xe, vẫn duy trì đều đặn hàng ngày. Ở đây là cảnh đồng quê hương mình các bạn nhé. Ok, rồi, chiến đấu 5 km đạp xe nào. Yes. Hello anh em, gần như đã hoàn thành xong buổi tập ngày hôm nay rồi. Và đạp xe ở quê là một điều gì đó rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mùi lúa chín rồi là mùi rơm rạ khi vừa gặt xong rất là thơm. Và tiếng ve kêu, tiếng vịt kêu quanh cánh đồng, một cảm giác rất là tuyệt vời. Các bạn nên thử nhá. Trong hành trình giảm cân thì đối với người có gia đình như mình thì chắc chắn là những bữa cơm gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi được. Và chắc chắn là chúng ta cần phải biết chọn lọc những đồ ăn làm sao phù hợp với bản thân nhất. Chẳng hạn như là trong bữa ăn này của mình thì có củ đậu này, có đậu luộc này, có rau muống luộc này và có trứng này. Thì chúng ta vẫn ăn uống như bình thường, không có gì thay đổi cả. Chúng ta cần cân đối lượng ăn cũng như là thực phẩm mình ăn vào thôi nhá. Ok. Cả ngày hôm nay thì mình tương đối bận rộn nên là buổi sáng mình chỉ ăn được 150g gà này. Buổi trưa thì mình ăn tạm một bát phở không nước béo này. Và buổi chiều thì mình ăn bữa phụ thì gồm 2 quả trứng cùng với đó là 1 quả táo để nạp bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng cho bản thân nhé. Vậy là ngày thứ 6 của mình kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong chuỗi 30 ngày giảm cân để trở thành một chiến binh Kick Fit MMA các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn các bạn ngày mai. Bye bye.